Mời cộng đoàn lắng nghe tin mừng mồng 2 Tết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Người hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Xin kính chào quý ông bà, quý anh chị và các em, các cháu thiếu nhi năm mới. Kính chúc quý ông bà và quý anh chị em trong năm mới được bình an, được mạnh khỏe và hạnh phúc trong năm mới này. Và xin với Thiên Chúa là Cha toàn năng ban cho tất cả quý ông bà, anh chị em trong mâm năm mới này được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Và xin Chúa chúc lành cho mọi chương trình, mọi dự tính, mọi công việc của anh chị em trong năm mới. Và xin Chúa luôn luôn nhậm lời quý ông bà, anh chị em cầu nguyện trong suốt cả năm mới này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày mùng 2 Tết của chúng ta phục vụ giáo hội đặt làm ngày kính nhớ cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Và nói một cách nôm na, ngày mùng 2 Tết nhắc nhớ cho chúng ta công việc hiếu thảo, tâm tình hiếu thảo của những người con, những người cháu với ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình. Chúng ta nhận thấy trong truyền thống của dân tộc Việt Nam, ngày Tết là ngày sum họp. Ngày Tết là ngày mà mọi người từ phương xa về với gia đình của mình để quây quần, để sưởi ấm tình thân và để nhắc lại tình gia đình, gia tộc nơi mỗi con người chúng ta. Trong ngày Tết, con cháu sum họp lại để bày tỏ lòng hiếu thảo, để bày tỏ lòng chăm sóc phụng dưỡng đối với cha mẹ, ông bà. Và cũng trong ngày Tết, con cháu tề tựu đông đủ bên nấm mồ của gia tộc, của tổ tiên, ông bà, cha mẹ để kính nhớ, để cầu nguyện trong cái ngày trọng đại vui xuân. Chúng ta đây là con cái của Thiên Chúa, là con cháu của dòng tộc của ông bà, cha mẹ. Chúng ta quây quần trong ngày Tết để chúng ta thể hiện cái lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và để tỏ lòng hiếu đễ với anh chị em ruột thịt trong gia đình của mình. Để chính trong ngày này, chúng ta đốt lại ngọn lửa của tình thân, chúng ta sưởi ấm với nhau về tình gia đình, gia tộc. Để rồi mai mốt đây, xong ngày Tết, hết ngày xuân, chúng ta lại ra đi với một tâm thế mới của một con người tràn đầy sinh lực của tình gia đình và hồng ân của tình con Chúa. Chúc anh chị em được bình an, được mạnh khỏe trong những ngày vui xuân và một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Người ta có được đọc lại một lá thư
của một cha già gửi cho con trai, con gái của mình. Và người ta truyền với nhau cái bức thư đó với nội dung là tâm tình của người cha gửi cho con, cho cháu. Trong thư, ông cụ viết cho con trai, con gái của mình: các con thân mến, cha đây, mẹ đây, bây giờ đã đến tuổi già. Cha mẹ đây không còn được lanh lợi, mạnh khỏe như những ngày xuân xanh. Và tuổi tác đã làm cho cha mẹ ngày nay như già hơn, như yếu hơn, như chậm rãi hơn và như không còn làm chủ được con người của mình nữa. Những điều này nó có thể gây cho con và cho các cháu những cái điều phiền muộn, những cái điều không ưa, không thích. Cha mẹ hôm nay đây, trong những lúc trò chuyện với con và với các cháu, có nhiều lần cha mẹ phải hỏi đi hỏi lại, nói đi nói lại chỉ một điều thôi. Điều này có thể làm cho con và các cháu bực mình, khó chịu. Nhưng con hãy nhớ rằng, ngày xưa khi con còn nhỏ, con vẫn bắt cha mẹ đây cứ nói đi nói lại hoài một câu chuyện, cứ nói đi nói lại hoài một vấn đề. Và ba mẹ vẫn sẵn sàng để nói cho con nghe, để làm chiều lòng con về một câu chuyện mà cứ phải lặp đi lặp lại. Cha mẹ hôm nay đây, vì già yếu, tay đã run, miệng đã méo, có thể trong bữa cơm cha mẹ ăn mà nó đã đổ, đã vương vãi nào cơm nào canh. Điều này làm cho con khó chịu vì con phải dọn rửa lau chùi. Nhưng con phải nhớ rằng ngày xưa kia khi đút cơm cho con ăn, con đã làm vung vãi cơm canh ra bàn mà cha mẹ đây vẫn vui vẻ để lau dọn cho con, mong sao con ăn cho hết cái bữa cơm của mình. Hôm nay đây, cha mẹ đã già yếu, chân đi không còn vững, tay cầm không chắc, và cha mẹ đi, bước đi khập khiễng và có thể té. Con đây phải dìu dắt cha mẹ, con đây phải đỡ nâng cho mẹ, làm cho con phải khó chịu, làm cho con phải mất thời gian, làm cho con phải lo lắng chăm sóc. Nhưng ba mẹ xin con hãy nhớ rằng, ngày xưa đây, khi con tập đi, chính ba mẹ phải dìu con từng bước chân, chính ba mẹ phải đỡ nâng con khi con té ở trong những bước chân đầu đời. Và rồi đây, khi con thấy cha mẹ đây không còn vững vàng nữa ở trong cuộc sống của mình, thì con cũng phải hiểu rằng chính ngày xưa cha mẹ cũng đã từng dìu dắt con, đã từng đỡ nâng con trong những tháng ngày đầu đời của con. Do đó, nếu hôm nay đây, trong tuổi già của mình, cha mẹ có làm phiền các con, cha mẹ có làm mất thời giờ các con, cha mẹ có làm cho chúng con phải bận tâm bận lòng, thì xin các con cũng hiểu cho là cha mẹ hôm nay đã đến tuổi già. Và các con chăm sóc cha mẹ, các con lo lắng cho cha mẹ, thì với lòng biết ơn, cha mẹ cảm ơn chúng con và xin chúng con giúp cho cha mẹ sống được tuổi già đàng hoàng, tuổi già yên vui, tuổi già bình an trong cái tuổi tác của mình. Đó là một bức thư mà người cha gửi cho đến các con cái của mình. Xin các con hiểu, cảm thông và giúp đỡ cha mẹ trong lúc cha mẹ cao niên, trong lúc cha mẹ không còn được mạnh khỏe, không còn được minh mẫn, không còn được lanh lợi như lúc tuổi già. Và đối với những cha mẹ đã qua đời, các con phải nhớ để mà xin lễ cầu nguyện, các con phải nhớ để mà chăm sóc viếng thăm phần mộ, các con phải nhớ để cầu nguyện và noi gương cha mẹ của các con
trong những khi các ngài còn sống, những gương lành, gương đẹp, những điều hay lẽ phải, các con phải nhớ giữ lấy để mà gìn giữ mãi những cái điều hay, điều đẹp trong cái gia tộc của các con, trong chính gia đình của các con mà người ba, người mẹ đã để lại cho con, cho cháu của mình. Mong các con gìn giữ, mong các con vâng nghe và mong các con phát huy những cái điều hay, điều đẹp mà cha mẹ, mà ông bà đã để lại cho gia đình, gia tộc chúng ta. Kính thưa anh chị em, nói tới cái việc hiếu thảo, chúng ta nhớ đến điều răn thứ 4 của Chúa: thảo kính cha mẹ. Và tôi nhớ là trong các lớp giáo lý, khi mà dạy về điều răn thứ 4, thì có hỏi như thế này: điều răn thứ 4 dạy chúng ta cái gì? Điều răn thứ 4 cấm chúng ta cái gì? Thưa, điều răn thứ 4 dạy mỗi người chúng ta là phải sống cho trọn vẹn và sống hết tình trong các mối tương quan. Sống cho trọn vẹn và sống cho hết tình, hết bổn phận trong các mối tương quan. Như vậy thì đâu phải chỉ là hiếu thảo. Hiếu thảo là con với cha mẹ, với ông bà của mình. Nhưng trong các mối tương quan thì có tương quan giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ với chồng, giữa chồng với vợ, giữa anh chị em trong gia đình với nhau, giữa ông chủ với công nhân, giữa thầy giáo với học trò và học trò với thầy giáo, giữa chính quyền với con dân và giữa con dân với chính quyền. Điều răn thứ 4 dạy cho chúng ta cái tình, cái điều đó. Và chúng ta phải sống trọn vẹn, sống hết tình và sống hết bổn phận trong các cái mối tương quan này. Như vậy thì chúng ta đây ai cũng phải giữ điều răn thứ 4. Không phải chỉ có con cái hiếu thảo với cha mẹ, nhưng cha mẹ phải có bổn phận chăm sóc con cái. Thầy cô với học sinh và học sinh với thầy cô, ông chủ với công nhân và công nhân với ông chủ. Chúng ta nhiều khi chỉ biết có một chiều xuôi thôi, đó là con cái hiếu thảo cha mẹ, mà chúng ta quên đi cái chiều ngược lại là cha mẹ phải có bổn phận chăm sóc, dạy dỗ con cái. Chúng ta quên đi cái bổn phận của ông chủ với công nhân và chúng ta quên đi cái bổn phận của những người công nhân đối với ông chủ. Và tất cả những cái điều này nó hoàn trọn trong điều răn thứ 4. Thưa với quý ông bà, anh chị em, thiết nghĩ ngày mùng 2 Tết, cái ngày kính nhớ ông bà, cha mẹ, tổ tiên trong dòng tộc, cũng là một cái ngày nhắc nhở cho mỗi người chúng ta trong các mối tương quan. Để rồi chúng ta được nhắc lại, để rồi chúng ta được sưởi ấm, để rồi chúng ta được đốt lửa, để chúng ta sống một năm mới cho tròn đầy các mối tương quan. Ai là cha là mẹ, hãy sống trọn vẹn cái mối tương quan của mình với vợ, với con. Ai là ông là bà, hãy sống trọn vẹn cái mối tương quan trong gia đình, gia tộc. Ai là ông chủ, ai là công nhân, ai là chính quyền, ai là công dân, chúng ta sống trọn vẹn cái mối tương quan này, bởi vì đó chính là điều răn của Chúa. Chúng ta là con của Chúa, chúng ta phải nghe lời hướng dẫn theo thánh chỉ của Chúa. Mà điều răn thứ 4 dạy cho chúng ta phải sống trọn vẹn các mối tương quan. Chúng ta trong năm mới này, chúng ta được sưởi ấm nơi cái ngày mùng 2 Tết mà phục vụ chỉ vẽ cho chúng ta, phục vụ hướng dẫn cho chúng ta và phục vụ dâng những lời cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta sống trọn cái đạo làm con, sống trọn cái đạo làm người. Thì chúng ta đây về hưởng phúc ấm của gia đình, gia tộc, về noi gương tốt của cha mẹ, của ông bà, về yêu thương nhau trong tình gia đình anh chị em, để rồi mà năm mới đây, khi chúng ta bước về cuộc sống của mỗi người, về bổn phận trách nhiệm của mỗi người,
chúng ta sống cái mối tương quan này, sống cái lời dạy của Thiên Chúa đây, để chúng ta sống xứng đáng là con cái, sống xứng đáng là người trong dòng tộc, trong gia đình, và nhất là chúng ta sống xứng đáng cái vai trò làm Kitô hữu của chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Kính chúc quý ông bà, anh chị em trong năm mới được bình an, được mạnh khỏe. Kính chúc quý ông bà, anh chị em trong năm mới được tràn đầy phúc lòng của Chúa. Và kính chúc quý ông bà, anh chị em trong năm mới này sống trọn vẹn các mối tương quan, để chúng ta xứng đáng là người Kitô hữu, xứng đáng là người con, người cháu của một dòng tộc trọn vẹn và tốt đẹp của gia đình chúng ta. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hỏi công ơn ngày tháng đam đền. Con người có tổ có tông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thao hiếu trọn niềm. Sống có nguồn cây có cội, con người có tổ có tông, có bà có ông, phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đam đền. Xin tiếng dâng này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng, xuân về dâng lên nhớ về tổ tiên, chân thành ghi ơn tình thâm lâu bền. Sống có nguồn cây có cội, con người có tổ có tông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, thao hiếu trọn niềm. Sống có nguồn cây có cội, con người có tổ có tông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đam đền. Về tổ tiên
nhớ hoài công ơn ngày tháng đam đền. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làng còn phải nhớ tổ tiên, làng còn thao hiu trọn niềm. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làng còn phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đam đền. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thao hiu trọn niềm. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên ngày đêm phải nhớ đam đêm.